này có trò chơi ghép hình. Hả? Con nhớ lắm, con chưa rồi. Con đã chơi trò chơi này thử bao giờ chưa? Tất nhiên là chưa. Đấy, hôm nay hơi bị xịn sò luôn. Hôm nay bắt đầu là buổi đầu tiên để chơi trò chơi này đấy. Rồi, chúng ta sẽ đợi một chút xíu bạn Hải đang vào nữa là chúng ta sẽ bắt đầu nha. Bạn Kim Anh đang bận học ở trên trường. Chị Hà, chị Hà. Mềm ra chứ. Nấu lại cho thì chán rồi. Rồi. Trước khi vào học thì chúng ta sẽ tổng kết kết quả làm bài nhé. Thầy đâu có thấy bài của Minh Thư đâu, Minh Thư. Ủa con có gửi cho thầy mà. Có gửi không? Tên là gì, tên là gì? Trên nhóm con gửi riêng cho thầy á. Gửi riêng á hả? Ừ, chứ con đâu có gửi trên nhóm đâu. Rồi rồi, tên Facebook của. Đây 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 đây, hình như đây. Để thầy xem nhá. Cái gì ta? Tên nick Zalo của mẹ con tên là gì? Mơ à? Mơ đúng không? Đây đây. Rồi rồi, thầy thấy rồi. Nó con có gửi mà. Trời ơi, viết giống như thể là ma trận. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất của là ăn. Ăn và ăn. Gì vậy Đức Anh? Đức Anh đã nạp năng lượng chưa? Chào thầy Cường, chào các bạn nha. Chào thầy Cường. Thầy chào con. Rồi rồi, được rồi, để thầy dạy. Con chào thầy Cường, em chào các anh chị. Trời, giỏi thế nhỉ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thông báo kết quả bài tập về nhà nhá. Bài tập về nhà là Đức. Rồi, Đức Anh làm chính xác 30 trên 30 luôn. Thầy tặng Đức Anh 300 sao nhá. Rồi Thùy Dương bị sai đúng một câu. Thùy Dương bị sai một câu là 29 trên 30 và Trường Nguyên Minh Thư thì đúng hết. Thầy sẽ tặng sao nhá. Còn Hải Đăng này, Hải Đăng với Kim Anh thì chưa có vào nên thầy cũng chưa biết kết quả nhá. Rồi, chúng ta sẽ đây tặng trước mỗi bạn 1.000 sao. Rồi Đức Anh. Hôm sau Trường Nguyên nhớ là con gửi cho thầy cái bản trên giấy nhé con. Rồi. Gửi thì con còn không hiểu nữa chứ. Rồi ok. Rồi. Viết giấy hả thầy? Hôm sau nhớ viết lên giấy nha con. Rồi chúng ta sẽ chơi thẻ số tiếp tục nha. Được. Rồi. Hôm nay là vẫn là 10 câu 2 chữ số và 5 câu 3 chữ số. Nào lấy giấy ra nào. Rồi khi nào các bạn nào sẵn sàng thì nhấn vào giơ tay lên cho thầy nhá, để thầy bắt đầu chơi thẻ số nhá. Rồi thầy thấy Thư đã sẵn sàng nào, các con ai đã sẵn sàng thì giơ tay lên nhá. Rồi Trường Nguyên đã sẵn sàng. Rồi Đức Anh đã sẵn sàng. Rồi Hà Thùy Dương sẵn sàng, ok, chúng ta bắt đầu truy tìm thẻ số, chơi thẻ số trước rồi cuối buổi chúng ta sẽ chơi truy tìm thẻ số nha. Rồi, số đầu tiên bắt đầu. Nhớ nhìn kỹ nha. Dương ơi, tập trung nào. Câu số 2 này.
Câu số 1 Hà Thùy Dương đã nhìn thấy chưa con? Rồi chúng ta ghi vào giấy nhé Trường Nguyên, con ghi vào giấy, lát nữa sẽ tham khảo 15 câu. Rồi câu số 1. Rồi câu số 2 của chúng ta như sau. Xong. Rồi chúng ta ghi vào nào. Rồi câu số 3 của chúng ta nhanh hơn này. Nên là chúng ta càng phải tập trung. Rồi câu tiếp theo nào. Tập trung này. Nay thầy làm bản tính xịn sò như thế này rồi. Nhìn dễ ơi dễ. Rồi câu tiếp theo này. Minh Thư không nhìn thấy hay sao mà lại thấy ngó ghê vậy? Rồi. Thì đâu có biết câu đó là 2 chữ số đâu. 2 chữ số thôi, không có câu nào 3 chữ số ở đây cả. Đó, rồi câu tiếp theo này. Câu tiếp theo này. Đấy. Giỡn với thầy thôi chứ câu trước con nhìn được mà. Tự nhiên thầy lại thấy con dướn người lên nhìn, thầy lại tưởng là chưa thấy. Rồi câu tiếp theo này. Thầy bỏ thêm một cột vào nữa để cho nó rối bắt, để chúng ta tập trung hơn. Rồi chúng ta đến với câu tiếp theo. Câu tiếp theo dễ hơn. Okay. Rồi ok câu tiếp theo này. Câu tiếp theo. Ui toàn câu dễ không. Rồi tiếp tục này, câu tiếp theo của chúng ta, dễ ơi là dễ. Rồi tiếp tục. Câu 2 chữ số tiếp theo. Rồi tiếp tục này, câu 3 chữ số đầu tiên. Ok. Rồi. Câu 3 chữ số tiếp theo. Câu 3 chữ số tiếp theo. Rồi tiếp tục câu 3 chữ số nữa này. Chiu. Biến mất. Con chưa nhìn thấy hả ơi? Rồi chưa thấy bỏ qua luôn nha. Rồi. Con thấy rồi. Rồi câu tiếp theo nào. Nhanh như một cơn gió nên là chúng ta phải tập trung. Rồi ok, tiếp tục câu gần như cuối cùng. Câu cuối cùng của chúng ta. Rồi ok. Nào các con đã làm xong được hết 15 câu chưa? Dạ rồi. Ok, Thùy Dương. Thùy Dương làm xong hết 15 câu không con? Nào bật mic lên nói nào. Con làm được bao nhiêu câu Thùy Dương? Nào đến. 15 câu. Ồ xuất sắc, 15 câu nào, tự tin nói to lên. Đức Anh làm được bao nhiêu câu Đức Anh ơi? Có 14 câu. Rồi ok, bắt đầu kiểm tra nào. Tích kết quả đúng nha. Câu đầu tiên kết quả bằng 25. Bạn nào bằng 25 thì tích đúng vào. Rồi. Câu số 2 kết quả của thầy bằng 28. Rồi. Hôm nay bạn Đức Hiếu lại vào lớp của chúng ta rồi. Đúng rồi. Anh ơi anh bật mic lên cho Đức Hiếu nói đi ạ. Bật mic lên để nói trước rồi. Rồi thầy Trang Đức Hiếu. Con chào thầy Cường. Con chuẩn bị cho thầy một, chuẩn bị cho thầy một quyển vở và một bút và một bàn tính để chúng ta chuẩn bị học nhá. Dạ con để sẵn ở đây rồi mà thầy. Rồi ok thế thì chúng ta ngồi vào học đi nhá. Rồi
Ok, bây giờ chúng ta chơi xong phần thẻ số rồi Đức Hiếu sẽ tiếp tục học với các bạn nhé. Rồi xong rồi. Rồi, ok, vào hơi muộn một chút xíu. Rồi, ok, tiếp tục. Câu số 3 kết quả bằng 79. Bạn nào kết quả bằng 79 thì tích vào. Yes, sir. Đúng luôn. Yes. Từ đầu mình nhìn lộn là 39. Anh ngờ nó là 79. Mà mình đã sửa lại rồi. Rồi, chuẩn bị. Câu số 4 kết quả bằng 89. Bạn nào bằng 89 thì tích vào. Đúng luôn. Thầy ơi, đúng. Thầy ơi. Rồi, câu số 5 của thầy kết quả bằng 59. Đúng luôn thầy. 59 là 59. Rồi, tiếp tục. Câu số 6 kết quả bằng 57. 57. Rồi, ok. Tiếp tục nhá. Câu số 7 của thầy kết quả bằng 77. Nào, kiểm tra kết quả của mình nào. Rồi, câu số 8 của chúng ta kết quả bằng 88. Câu số 9 kết quả bằng 86. Rồi, câu số 10 bằng 80. Câu số 11, số 3 chữ số này là bằng 800. Rồi, câu số 12 kết quả bằng 326. Câu số 13 kết quả bằng 876. Câu số 14 kết quả bằng 879. Câu cuối cùng kết quả bằng 979. Rồi, ok, báo cáo kết quả cho thầy để thầy tặng sao nhá. Rồi, thầy cần nghe kết quả của Thư. Mở mic lên. Đúng hết thầy ơi. Rồi, xuất sắc, tặng 3.000 sao luôn. 3.000 là 4.000. Hôm nay chúng ta sẽ là 3.000 sao một thẻ đổi quà. Đức Anh. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 câu. Ôi, xuất sắc. 2.800 sao là 3.900. Rồi, Thùy Dương. Ủa thầy ơi, hôm nay được giải nhất được gì không thầy? Ba thẻ đổi quà. Rồi, Thùy okay. Dương. Thùy Dương được bao nhiêu câu con? Thùy Dương đếm cho thầy nào, con đúng bao nhiêu câu Thùy Dương? Cô ơi, thầy ơi, sao con thấy Thùy Dương đâu? Đó, Thùy Dương đấy, Hà Thùy Dương đấy. Thùy Dương, con đúng bao nhiêu câu Thùy Dương? 10 câu, 3.100. Rồi, Trường Nguyên. 11 câu thầy ơi. 11 câu là 2.000, là 3.100. 3.003. Rồi, 3.003. Rồi, Đức Hiếu vào sau, thầy tặng cho Đức Hiếu 1.000 nhá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nhá. Chúng ta sẽ học bài mới này. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn dễ ơi là dễ luôn. Rồi, ok. Nào, công thức trừ 7. Bây giờ chúng ta sẽ lấy vở ra ghi bạn anh bạn lớn cho thầy nào. Mỗi dòng tương ứng sẽ là tặng 100 sao. Nào, ghi nào 9182. Nào, chúng ta cùng ghi anh bạn lớn nhá, để thầy có cần thầy phải ghi cái anh bạn lớn lên không? Đây, thầy sẽ ghi anh bạn lớn lên đây, chúng ta lấy vở ra ghi nhá, trong vòng 5 phút nhá. 5 phút đúng không? Để con canh cho. Không, thầy có đồng hồ bấm giờ luôn rồi.
Rồi đây, thầy sẽ ghi số này to đúng lên. Rồi, chúng ta sẽ ghi anh bạn lớn trước nhá. Rồi, thầy bật đồng hồ bấm giờ. Khi nào mà đồng hồ bấm giờ mà kêu dừng là chúng ta sẽ dừng nhá. Rồi, 5 phút làm bài bắt đầu. Ghi cái anh bạn lớn cho thầy nào, Đức Hiếu. Rồi, Đức Hiếu vậy. Ai lại sẽ nghe vào cái màn hình rồi. Nào, chúng ta nhớ cặp bạn lớn nào. Tự nhớ nha, bạn lớn là những cặp số có tổng bằng 10. Đây, Hải Đăng đã vào rồi. Hải Đăng ơi, lấy vở ra ghi cho thầy nha. Thầy cô ơi, thầy cô chỉ ghi là anh bạn lớn thôi hả cô thầy? Ừ, con cứ ghi 9182, con ghi cái dòng của thầy á. Con ghi càng nhiều dòng thì sẽ càng nhiều điểm nha. Để chúng ta nhớ. Nhanh lên, có 5 phút thôi nha. Chúng ta chỉ nhớ trong đầu thôi để chúng ta ghi. Chúng ta cái này để chúng ta luyện cho tay chúng ta nhanh hơn và tốc độ ghi nhớ anh bạn lớn tốt hơn. Viết sai gạch đi, không cần xóa nha. Chúng ta xóa chúng ta sẽ mất thời gian. Rồi, thầy sẽ xóa cái. Chúng ta tự nhớ trong đầu. Rồi. Thầy ơi, thầy con chưa ghi một câu nào luôn mà sao thầy làm mất rồi, sao con ghi được? Con nhớ trong đầu chưa? Rồi. Con phải nhớ. Đó, được chưa? Phải nhớ là 9182735546 nha, phải nhớ trong đầu. Thầy tắt cái đấy đi thầy, chứ con xong một câu rồi, con nhìn cũng được. Rồi con viết thêm hàng nữa đi, cứ viết đi, nhanh nhá. Rồi để thầy share lại cái này vì nó đang bị. Rồi ok. Rồi ok. Khi nào đồng hồ bấm giờ mà kêu tinh 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 là chúng ta dừng lại. Chừng nào cái đồng hồ tinh tinh là chừng nào ghi được bao nhiêu dòng á là thầy cộng điểm á thầy. Đúng rồi, chính xác. Nhanh lên, mỗi dòng tương ứng là 200 sao. Năm phút của chúng ta hơi nhiều ấy nhỉ, hôm sau thầy sẽ rút xuống còn 3 phút nha. Cái gì kỳ dữ vậy thầy? Nhanh lên, viết nhanh lên. Viết nhanh lên nào, nhanh lên. Lớp chúng mình đã có 6 bạn thầy rồi. Thầy cô ơi, 5 câu là bao nhiêu điểm cho thầy? 5 câu là 1.000 điểm con, là 1.000 sao nhá. 5 dòng là 1.000 sao. Viết nhiều lên, chúng ta phải là những con ong cần cù để viết, để nhớ nhá. Con bảo thầy tắt cái đấy đi thầy, mà hình đấy đây. Rồi, đây. Mỏi tay là nhiều lắm rồi đấy, là hơi bị nhiều sao rồi đấy.
Đấy, để thầy xem coi đồng hồ bấm giờ của chúng ta đến đâu rồi. Rồi, chỉ còn 9 giây, 8 giây, 7 giây. Dừng, 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 dừng. Ok, chúng ta thông báo kết quả nha. Trường Nguyên đếm nào, tất cả các bạn đếm cho thầy để thầy gọi tên để chúng ta báo kết quả cho thầy nha. 14, 16, rồi, Thương từ đếm nào. 20, 22, 24, 26. Trời ơi, nhiều thế. 26 dòng. Trời ơi. Nào, Hà Thùy Dương được bao nhiêu dòng con? 27 Ủa con mới trả lời cho thầy rồi mà. Bao nhiêu? 26 dòng. 26 à, nhiều thế nhỉ. 26 cho là 30, 30 là 6.000. Trời ơi. Đâu phải đâu mà thầy, 7.000 lận mà thầy. Đâu con. Rồi. 6.000 trừ 4 còn 5.800, 5.800 là lúc nãy là bao nhiêu? 4.001 là 9.900 rồi. Trời ơi. Hôm nay phải 5.000 sao một thẻ đổi quà. Không. Rồi Đức Anh được bao nhiêu con? 8 dòng thầy ơi. 8 dòng. Rồi ok, 8 dòng 1.800. Rồi, Thùy Dương. Thùy Dương đâu rồi? Thùy Dương được bao nhiêu dòng con? Mấy con? Nói to lên nào, thầy không có nghe rõ gì cả. 9 dòng. 9 dòng, ok, 1.800. 1.800 là 4.900. Rồi, Hải Đăng. Hải Đăng đâu rồi? Hải Đăng ơi, con được bao nhiêu dòng Hải Đăng? Hải Đăng bật mic lên cho thầy nào. Bật mic lên để nói kết quả nào. Nhấn vào cái biểu tượng mic á. Con nhấn vào cái biểu tượng mic á. Rồi, nhấn vào đấy. Rồi, con nói đi. Đấy, đấy, nhấn. Rồi, con nói. Con được bao nhiêu dòng? 9 dòng. 9 dòng, rồi. 1.800 sao. Rồi. Trường Nguyên. 16 dòng thầy ạ. Có 16 thôi ạ? Dạ. Rồi, ok. Đức Hiếu. 6 dòng thầy ơi Cường. 6 dòng à con. Rồi. Rồi, tiếp tục chúng ta ghi thêm một dòng nữa là dòng anh bạn thân. Rồi, bây giờ ghi cho thầy cái dòng này nhá. Cái dòng anh bạn thân này thì ngắn tủn luôn. Rồi, ghi cho thầy nào. Dòng này chỉ chúng ta chỉ tính 3 phút thôi. 3 phút. À. Rồi, 3 phút. Chú là thầy. Nào, 3 phút làm bài bắt đầu nào. Rồi, ghi mình một dòng 9, 4, 8, 3, 7, 2 và 6, 1 cho thầy thử nhá. 9. Mỗi dòng tương ứng chỉ 100 sao thôi. Không nhìn nào, tự nhớ, ghi nhớ trong đầu nào. Các con tự nhớ trong đầu và ghi thì nó mới nhanh. Chúng ta phải cố gắng nhá. Rồi. Đức Anh đang có chị hai ở đằng sau cổ vũ. Phải cố gắng giỏi hơn nhá. Có thêm chị ở đằng sau cổ vũ là con phải học giỏi hơn gấp đôi liền.
cứ để chị Hai hỗ trợ, không vấn đề gì. Chị Hai mà hỗ trợ thì càng giỏi hơn. Đức Hiếu, con đang ở đâu mà sao thấy bàn ghế nhiều vậy? Ở trường học. Ở sao con lại ở trường? Đang đi cách ly. Trời ơi, đang bị đi cách ly hả? Cố gắng nha, nhớ ăn uống vào nha. Dạ. Ừ. Đấy, đồng hồ bấm giờ đang chạy, đang chạy. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Chuông reo, chuông reo, chuông reo. Rồi, ok, chắc lần này phải ghi rất chi là nhiều luôn. Rồi, thầy nào, các con đếm để cho thầy ghi kết quả vào bảng điểm nha. Rồi, thầy cần kết quả của Đức Hiếu. Đức Hiếu được bao nhiêu? Mở mic lên nào con. Con viết được bao nhiêu dòng Đức Hiếu? Bật mic lên con. Thầy Cường ơi, sao con nghe gì hết vậy thầy Cường? À, con nghe chưa? Rồi con bật mic nói cho thầy nghe nào. Rồi Minh Thư nói trước đi, lát nữa em nói sau. Minh Thư. Đức Anh dừng bút nào, dừng bút nghỉ nào, đếm cho thầy bao nhiêu dòng nào. Ok. Hải Đăng đếm cho thầy nào, Hà Thị Dương đếm cho thầy. 24 dòng. Mấy con? 24. 15 dòng. 15 dòng, 1500 sao. Em thầy ơi. Rồi là 7.300. Rồi. Thùy Dương. Trường Nguyên. 25 dòng thầy. 25 dòng, 9.500 rồi. Minh Thư. 27 dòng thầy. Ui giời, ít thế. Rồi. Tiếp. À, thầy cần kết quả của Hải Đăng. Hải Đăng được bao nhiêu con? 24. 24, xuất sắc, 24. Rồi, Đức Hiếu. Cái này nghe có mới nghe được. Đức Hiếu được bao nhiêu dòng con? Dạ, từ để con đếm cái. Ừ, đếm đi nhá. Thùy Dương được bao nhiêu dòng con? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Thầy Cường ơi, có được 14 dòng rồi thầy. Ừ, xuất sắc. Có 14 dòng. Được rồi. Thùy Dương được bao nhiêu dòng con? 2 dòng. Mấy con? 22 dòng. Ừ, đúng rồi, nói to lên nhá. 2 dòng. 23 dòng. Rồi, ok. Hôm nay có vẻ chị Thư vượt lên hơi bị kinh khủng luôn.
Rồi, ok. Chúng ta đến với... Rồi, hôm nay chúng ta đến với bài đầu tiên là bài trừ 7. Là bài thầy thứ 3. Ơi, thầy nói lộn, bài không phải bài đầu tiên. Bài thứ 3. Bài tiếp theo. Ừ, rồi, ok. Chúng ta sẽ đến với bài trừ 7 nhá. Trừ 7 đây, trừ 7. Bạn lớn của 7 là 3. Và bạn thân của 7 là 2. Trừ 7 bằng trừ 10 và cộng 3. Và theo công thức bạn thân thì trừ 7 còn bằng trừ 10 cộng 5 và trừ 2. Thầy sẽ đến với công thức trừ 7 bằng trừ 10 cộng 3. Thầy sẽ hướng dẫn nhá. Trừ 10 chúng ta sẽ dùng anh gầy tay trái trừ 10 này. Và cộng 3 thì chúng ta dùng anh béo tay phải cộng 3. Và chúng ta đồng thời nhá. Thao tác tay như thế này. Đồng thời như thế này. Đồng thời như thế này nhá. Được chưa? Rồi, đây chúng ta để ý lên màn hình này. Thầy sẽ hướng dẫn này. Ví dụ của thầy là 11 trừ 7 này. 11, chúng ta dùng hai anh béo gửi cho thầy này. 11. Thầy Cường. Ơi. Sao con? Con không có mang bằng tính rồi thầy ơi. Con không mang bằng tính. Sẽ cố gắng luyện tư duy nhá. Ừ, đúng rồi. Rồi, ok, chúng ta nhìn này. 11 chúng ta nhớ là dùng hai anh béo gảy cho thầy này. 11 này, hai anh béo này, được chưa? Hai anh béo này gảy 11. Rồi, ok. Trừ 7 này, trừ 7 chúng ta sẽ bằng trừ 10 và cộng 3 này. Trừ 7 này, chúng ta trừ 10 cộng 3, hai tay đồng thời nhá. Trừ 7 này, được chưa? Chúng ta nhìn lại nhá, trừ 7 này. Trừ 7 này. Được chưa? Trừ 10 cộng 3 nhá. Chúng ta nhìn này, trừ 7. Kết quả của chúng ta bằng 4. Rồi, đúng rồi. Bây giờ thầy sẽ có 10 bài tập để giao cho các bạn trong vòng 5 phút. Bạn nào làm xong đầu tiên sẽ được tặng 500 sao. Yeah. Đây. Thầy làm bằng máy tính hả thầy? Đúng rồi, làm bằng bàn tính hoặc là tính tư duy. Đức Hiếu cố gắng tính tư duy cho thầy nhá. Rồi. 5 phút làm bài bắt đầu này. Rồi, chúng ta nhìn lên màn hình nhá. 10 câu nhá. Rồi, câu 1 này. Câu 2. Câu 3. Dễ ơi là dễ luôn đấy. Đức Hiếu cố gắng tính tư duy cho thầy. Có phải làm có phải làm hết mấy cái này rồi xong rồi con làm xong rồi. Ừ, con làm đi con. Nhớ là nhìn lên màn hình mà màn hình điện thoại hoặc máy tính để chúng ta thực hiện tính tư duy nhá. Nếu bạn nào mà chưa không có bàn tính thì chúng ta cố gắng tính tư duy này. Trừ 7 bằng trừ 10 cộng 3 thôi nhá. Trừ 10 cộng 3. Đấy. Giống y hệt mà cái hình mà thầy hướng dẫn đấy. Thầy Cường ơi, thầy Cường 10 câu hết thầy Cường. Ừ, 10 câu trong vòng 5 phút nhá. Làm nhanh nào. Rồi, thầy sẽ tắt mic các bạn để cho các bạn tập trung làm nha. Rồi, ok. Bạn nào mà làm xong đầu tiên là tặng thêm 500 sao nữa là 1.000 sao luôn. Trong vòng 5 phút là phải xong 10 câu này thì được tặng 1.000 sao. Nhanh lên nào, Đức Anh tập trung làm nào. Đức Anh làm nhanh lên để lấy cúp chứ. Chúng ta tính tư duy nhá, Đức Hiếu, con này trừ 7 bằng trừ 10 cộng 3 thôi, trừ 10 cộng 3 này. Nhá, trừ 10 và cộng 3, trừ 10 cộng 3 như thế này nhá. Dạ thầy Cường. Ờ, cố gắng nhá. Ờ, đúng rồi. Không có bản tính thì chúng ta sẽ cố gắng. Ui, Đức Anh làm xong rồi hả? Mở mic. Có làm xong.
Con làm xong 10 câu rồi. Không, con làm. Sao con? Bật mic lên, bật mic lên. Con xong rồi. Ơ, Trường Nguyên đâu rồi? Hồi chiều con học rồi. À. Hồi chiều con học rồi. Rồi, được rồi, ok. Chiều mà học rồi thì là rất chi là ok luôn. Rồi, ok. Chúc mừng Đức Anh, tặng Đức Anh đầu tiên 1.000 sao nhé. Rồi. Minh Thư làm xong rồi đúng không? Vâng. Rồi, tặng cho Đức Anh 1.000 sao. Vì rất chi là siêng học luôn. Rồi, Thư 1.000 sao. Chị Minh Thư thấy nhiều hơn luôn rồi á, thầy Cường. Ờ, chị Minh Thư hơi bị nhiều sao luôn rồi. Thầy ơi, em còn một câu nữa, thầy bấm qua kia đây cho em làm. À, đây, đây, sorry, đây. Rồi, thầy xin lỗi. Rồi, được chưa? Nhanh lên. 8 bằng 7. Hải Đăng làm xong chưa con? Thầy, em làm xong rồi thầy ơi. Rồi Trường Nguyên 1.000 sao. Hải Đăng làm nhanh lên cho thầy nào. Hải Vân ơi, nó tự nhiên nó lộn lên này. Thơ rồi. Sing lớp qua. Chúng ta cố gắng làm nhanh lên nha. Hãy đang tập trung nào con nào, gửi bản tính cho thầy nhá. Gửi bản tính hoặc tính tư duy đều được hết. Rồi, thầy nghe được Hiếu nói rồi. Rồi, ok. 5 phút của chúng ta đã trôi qua. Rồi, bây không giờ biết thầy... đâu. Nó không gọi mà. Chứ phải con làm gì đâu. Bố làm một con đấy. Chứ có không làm mà. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thông báo kết quả nhá. Nào các con nhìn lên đây, Đức Hiếu chỉ cần làm 5 câu là được rồi con. Con tính tư duy được 5 câu là ok rồi. Rồi nào, chúng ta giờ vở ra để kiểm tra kết quả cho thầy nhá. Ok thầy. Rồi ok. Nào, Hà Thùy Dương được bao nhiêu câu con? Con làm được bao nhiêu câu? Bật mic lên. Nghe đó. Ô, 10 câu xuất sắc. Rồi, Đức Anh được bao nhiêu câu con? Đúng hết thầy ơi. Sao nào? Rồi, Minh Thư đã xong. Hải Đăng được bao nhiêu câu? Hải Đăng con làm được bao nhiêu câu? Hỏi là bao nhiêu câu mà. Hải Đăng. Hải Đăng con làm xong hết 10 câu chưa? Hải Đăng bật mic lên nào. Rồi. Được rồi. Đức Hiếu làm được bao nhiêu câu con? 10. Hiểu khó nghe. Con làm được bao nhiêu câu Đức Hiếu? Đúng con này. Bóc đây rồi bóc lại. Nghe thiệt luôn. Con nghe không Hiếu? Con nghe thấy không? Dạ nghe. Rồi ok, rồi chúng ta kiểm tra kết quả nhá. Bạn nào làm đúng thì tích dấu V vào cho thầy, và bạn nào làm sai thì bỏ qua cái câu đấy và gạch chéo nhá.
Rồi, thầy con ơi, thầy cường ấy, thầy cường. Ừ. Bắt chưa sao thầy cường? Sao con? Thầy tên là cái gì cho nên mất chưa? Con làm được mấy câu rồi? 18. Con chưa làm câu nào, con chỉ làm bài rồi xong rồi thấy gọi luôn. Ừ rồi, thôi được rồi, chúng ta sẽ cố gắng làm lần sau nhá. Lần này chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ theo kịp sau nhá. Ừ, con thử tính tư duy cho thầy một câu coi nào. Câu đầu tiên con tính cho thầy nào. 10. Ừ. Trừ đi 7. 10 trừ 7 bằng 3. 3 cộng cho 9. Nào 3 nào, 3 cộng 9 bằng cộng 10 trừ 1. Cộng 10 trừ 1. Rồi, là cộng 5. Bằng 12. Cộng 5 cộng nào. 5. Bằng cộng 5 là bằng 17 thầy. Rồi ok, bằng 17 chính xác. Rồi. Rồi lát nữa thầy sẽ kiểm tra nha. Ok, thế là ok rồi. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra kết quả ở trên màn hình này. Câu số 1 kết quả bằng 17. Bạn nào có kết quả bằng 17 thì tích dấu V vào cho thầy. Tích dấu đúng, tích dấu đúng. Nào kiểm tra kết quả cho thầy. Rồi câu số 2 của chúng ta kết quả bằng 13. Bạn nào bằng 13 thì tích đúng cho thầy nào. Câu số 3 kết quả bằng 26. Rồi, câu số 4 kết quả bằng 19 nào. Câu số 5 kết quả bằng 22. Câu số 6 kết quả bằng 32. Câu số 7 kết quả bằng 18. Câu số 8 kết quả bằng 11. Câu số 9 kết quả bằng 33. Và câu số 10 kết quả bằng 37. Nào. Thầy Cường ơi, thầy vô câu còn 5 câu nữa thôi à thầy Cường. Ừ. Rồi, ok, chúng ta sẽ thông báo kết quả nào, nhìn lên màn hình và kiểm tra kết quả lại một lần nữa để thầy hỏi đáp án nhá. Rồi, ok, bây giờ thầy cần có câu trả lời của Trường Nguyên. Trường Nguyên, mở mic lên con. Trường Nguyên, thầy. Đúng bao nhiêu câu con? Dạ đúng hết thầy. Rồi Đức Hiếu làm được 5 câu đúng không? Con đúng 5 câu luôn thầy. Ok xuất sắc. Rồi thầy tặng cho Đức Hiếu. Rồi tiếp tục này, Minh Thư. Thầy Cường ơi, thầy Cường, con đâu có thấy gì đâu, con chỉ thấy đúng mấy bạn thôi. Thầy à. Đúng hết à? Rồi ok. Đức Hiếu còn phải thay trang nữa à? Học và phải đeo khẩu trang đó con. Đang ở khu cách ly gì ạ? À? Đức Hiếu đang ở khu cách ly. Rồi Đức Anh. À vậy hả? Dạ con đúng hết. Ôi xuất sắc, 10.000 bà. Rồi Thùy Dương. Thùy Dương ơi, con đúng bao nhiêu câu? Mà to lên nào. Thầy Cường ơi, thầy còn con được bao nhiêu nghìn vậy thầy Cường? À Thùy Dương được bao nhiêu câu con? Con làm đúng bao nhiêu câu? Đúng hết. Ừ giỏi. Hải Đăng. Hải Đăng mở mic lên nào. Hải Đăng con đúng bao nhiêu câu? Bao nhiêu câu con? Con bật mic lên đi Hải Đăng ơi. Thầy chưa thấy nghe thấy tiếng của Hải Đăng luôn. Rồi. Đúng hết thầy. Ồ, xuất sắc, xuất sắc. Rồi ok, đúng hết. Thùy Dương. Rồi Thùy Dương 9.001 này. Hải Đăng rồi, Hải Đăng đúng hết 8.003. Rồi ok, Đức Hiếu rồi, ok. Tiếp tục nha, chúng ta học thêm đến anh bạn thân nữa này. Thầy Cường ơi, thầy Cường, con được bao nhiêu nghìn vậy thầy Cường? Con được 6.000 sao rồi. Rồi, bây giờ chúng ta để ý đến anh bạn thân này. Anh bạn thân khó hơn một chút nhá. Anh bạn thân của 7 là 2 này. Rồi, trừ 7 bằng
trừ 10 cộng 5 và trừ 2. Thầy sẽ hướng dẫn này, trừ 10 thì chúng ta vẫn dùng anh gầy bên tay trái này, trừ 10, trừ 10. Và ở bên tay phải chúng ta sẽ dùng càng cua cho 5 và bạn thân của 7 đồng thời đi xuống. Bạn thân của 7 là 2, thì chúng ta sẽ cho 5 và 2 đồng thời đi xuống. Thầy sẽ hướng dẫn bằng hình ảnh đây. Chúng ta sẽ gảy 14 này, 14 dùng hai tay gảy 14 này. Trừ 7 bằng trừ 10 cộng 3. Ở đây không có 3 để cộng như bình thường. Chúng ta sẽ dùng anh bạn thân của 7 là 2. Chúng ta sẽ cho 10, 5 và 2 đồng thời đi xuống này. Chúng ta nhìn nhé. 10 này chúng ta sẽ dùng anh gầy. 5 và 2 đồng thời đi xuống. Chúng ta sẽ dùng... Nào, đừng... Các con lên màn hình nhá. Rồi đây chúng ta sẽ nhìn này. Trừ 7 này. Trừ 7 của chúng ta sẽ bằng trừ 10 cộng 5 và trừ 2. Chúng ta sẽ nhìn này. Trừ 7. Đối với bản thân là chúng ta sẽ kéo xẹp một cái xuống như thế này nhá. Kéo đồng thời này. Chúng ta nhìn thao tác tay này. Trừ 7 này. Chúng ta sẽ trừ 7 này. Đấy, chúng ta dùng thao tác tay được chưa? Nào, thầy làm lại cho các con xem nhá. Đã trừ 7 này. Chúng ta sẽ nhìn này. Trừ 7 này chúng ta sẽ dùng hai tay này, dùng anh gầy trừ 10 và càng cua cho 5 và 2 đồng thời đi xuống này. Đồng thời đi xuống này. Đấy, trừ 7 được chưa? Chúng ta sẽ cho 5, 2 và 10 đồng thời đi xuống này. Nhìn lại nhá, chúng ta nhìn này, kéo xẹp xuống cho thầy một cái này. Giơ càng cua và anh gầy lên cho thầy nào. Giơ lên nào. Tất cả cùng giơ lên và kéo xẹp xuống cho thầy nhá. Nào, giơ lên như thế này. Con nào mà thầy? Kéo xuống như thế này. Rồi, kéo xuống. Rồi, chúng ta kéo xuống giống như hệt video mà thầy đang làm ở trên màn hình nhá. Này, trừ 7 này. Đấy, chúng ta sẽ làm video này. Đấy, trừ 7 bằng trừ 10 cộng 5 và trừ 2. Rồi, chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa này. Để ý nhá, để chúng ta làm tư duy cho dễ hơn. Kéo xẹp một cái này. Đấy, ok chưa? Này, kéo xẹp cái. Đấy, rất chi là dễ luôn. Đây, đấy. Và kết quả của chúng ta bằng 7. Rồi bây giờ thầy sẽ có 10 câu tính bàn tính cũng trong vòng 5 phút. Nào, 5 phút làm bài, bắt đầu. Rồi, để thầy cho đồng hồ bấm giờ chạy. Rồi. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu làm. Rồi. Nào, các con cùng làm nào. Gãy bàn tính hoặc tính tư duy cho nhanh. Tính tư duy là kéo đồng thời xuống như thế này nhá. Kéo đồng thời xuống này. Kéo đồng thời. Đấy, chúng ta phải luyện tính tư duy này. Giống như hệt cái hình mà thầy biểu diễn ở trên video á, là kéo xẹt xuống như thế này là xong. Hãy đang làm nào. Nào, tập trung làm nào. Đức Anh tính tư duy kéo xẹt cho thầy xem sao. Nhanh lên, chúng ta có một phần thi đi tìm trải số. Hơi bị hay luôn. Đấy, 12 này trừ 7 kéo xẹp một cái, cộng 2 cộng 1 bằng dễ ơi là dễ luôn. Nhớ thao tác nha. Rồi, Đức Hiếu nha. Đức Hiếu nhớ nhìn cái thao tác của thầy là sẽ làm được thôi. Tính tư duy thì mới nhanh được. Đức Anh thử kiểm tra lại kết quả cho thầy nhé. Làm tính tư duy giống y hệt như cái video thầy hướng dẫn nha. Đức Anh hôm nay chuẩn bài, chuẩn bị bài tập đầy đủ nên là học dễ dàng hơn đúng không? Thầy ơi. Ơi. Con xong rồi. Rất sáng. Con cũng xong rồi. Rồi, tặng Đức Anh và Minh Thư mỗi bạn 1.000 sao.
Con xong từ hồi chiều rồi. Giỏi thế. Con xong từ hồi chiều rồi. À, chứ con xong từ hồi nào mà con nhanh thế được. Hải Đăng nào, làm nào, tập trung làm nào, Hải Đăng nào. Tính tư duy bằng tay cho nhanh nào. Bật mic lên con. Con làm xong rồi. Ơ, xuất sắc. Rồi, chúng ta phải cố gắng nhìn, nhớ tất cả các công thức và chúng ta thao tác tay cho đúng và sẽ làm được nhanh thôi. Hôm nay thầy chuẩn bị cái phần truy tìm thẻ số có mỗi 8 câu thôi. Mà hôm nay chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn liền. 7 bạn liền. Hôm nay chơi thử. Hôm nay là chơi thử thôi. Đức Hiếu tính tư duy cho thầy không nhầm nha Đức Hiếu. Tính tư duy nhớ thao tác tay cho thầy kéo xẹt xuống này nha. Nhớ đấy nha. Không được nhầm nha. Thầy Cường ơi, thầy Cường, 2, 3 mà trừ đi 7. Câu thứ 3 mà thầy Cường chỉ cho con đi thầy Cường. Ừ nha, con gẩy này, 2, 3 này, trừ 7 con trừ 10 này, cộng 5 và trừ 2 chúng ta kéo xẹt xuống. Anh bạn thân của 7 là 2 á. Con cho trừ 10 này, 5 và 2 đồng thời đi xuống, kéo xẹt xuống. Được chưa? Có đủ trừ 3 đâu thầy Cường. Trừ 2 thôi, kéo xẹt xuống. Trừ 7 bằng trừ 10 cộng 3. Nhưng mà ở bên này không có 3 để cộng như bình thường. Cho 5 và 2 đồng thời đi xuống nhá. Chúng ta kéo xẹt xuống như thế này. Con tính ra là bằng 15 thầy Cường. Không. Nào. Con nhìn nhá, 23, con gửi 23 cho thầy nào. 23. 23 này, được chưa? Trừ 7 bằng trừ 10, trước này con trừ 10 này. Ở bên đây chúng ta không có 3 để cộng như bình thường. Rồi, đây. Rồi, ok, Đức Hiếu ơi, con nhìn lên đây nhá. Thầy sẽ hướng dẫn con ở trên bàn tính phụ của thầy. Rồi ok, đợi thầy một chút xíu. Rồi đây, thầy sẽ hướng dẫn cho Đức Hiếu nha. Rồi tất cả các bạn cùng nhìn lên đây. Ủa? Thầy Cường ơi, thầy Cường làm bằng cái gì mà con thấy trong cái điện thoại dữ vậy thầy Cường? Thầy ơi, cho con đi vệ sinh. Con đi. Đức Hiếu ơi, con nhìn lên đây nha. Thầy Cường ơi, con không có thấy gì hết thầy Cường. Đấy, giờ chúng ta mới thấy này. Được chưa? Dạ thấy. Rồi, thầy sẽ gửi câu 23 trừ 7 cho Đức Hiếu nhìn nhá. 23 dạ. Này. Được chưa? 23. Dạ rồi. Trừ 7 bằng trừ 10. Trừ 10, con trừ 10 cho thầy dùng anh gầy trừ 10. Được chưa? Cộng 3. Ở bên đây không có 3 để cộng như bình thường. Chúng ta sẽ cho 5 và 2 đồng thời đi xuống. 5 và 2 đồng thời đi xuống. Kéo xẹt một cái cho thầy. Được không? Bằng 16. Ừ đúng rồi, nhưng mà thao tác tay của chúng ta như thế này nhá. 23 này, trừ 10 cộng 5 và trừ 2 đồng thời đi xuống cho thầy. Kéo xẹt một cái. Được không? Dạ thưa. Rồi. Nào con tư duy lại cho thầy nào. 23. 23. Rồi, trừ 7 nào. Nào nào kéo xe xuống cho thầy. Đúng rồi, dùng anh gầy này trừ 10. Trừ 10 và 5 và 2 đồng thời đi xuống. Nào.
kéo xe xuống. Đúng rồi. Cộng 1. Bằng. Bằng bao nhiêu Đức Hiếu? Bật mic lên. Bằng 17. Ừ đúng rồi, đấy dễ ơi là dễ nha. Rồi ok, bây giờ do là con chưa có bàn tính ở trên đấy nên là nó hơi khó hơn một chút. Rồi bây giờ thầy sẽ thông báo kết quả này. Chúng ta kiểm tra cho thầy nhá. Đúng. Rồi câu số 1 kết quả bằng 8 nào. Bạn nào có kết quả bằng 8 thì tích đúng vào cho thầy. Câu số 2 kết quả bằng 5. Câu số 3 kết quả bằng 15. Câu số 4 kết quả bằng 14. Câu số 5 kết quả bằng 16. Câu số 6 kết quả bằng 33. Câu số 7 kết quả bằng 26. Câu số 8 kết quả bằng 22. Câu số 9 kết quả bằng 59. Và câu số 10 kết quả bằng 32. Kiểm tra kết quả lại cho thầy một lần nữa để thầy thông báo kết quả nhé. Thầy Cường ơi, thầy Cường con mới sao con mới làm được hết có 3 câu à thầy Cường? Ừ, do là con không có bàn tính á. Con cứ kiểm tra 3 câu mà đúng cũng được nhá. Rồi, cố gắng làm sao chúng ta kiếm được một cái bàn tính hoặc là cài một cái bàn tính online ở trên điện thoại nhá. Thầy ơi. Ơi. Đúng hết. Rồi, giỏi thế nhỉ. Rồi. Thầy Cường ơi, thầy Cường. Ơi. Thầy Cường ơi, con đúng hết. Bình thường. Con đúng hết thầy Cường. Ờ, Đức Anh đúng hết. Đúng hết thầy Cường ơi. Thùy Dương. Hải Đăng. Hải Đăng. Trường Nguyên. Con đúng hết thầy. Rồi, ok. Thùy Dương ơi, con đúng bao nhiêu câu? Nói to lên con, nói to lên. Sao cô? Sao con đúng đúng bao nhiêu câu con? 5 câu. 5 câu à? Ok, 5 câu. Rồi. Rồi ok, không sao hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện tư duy để chúng ta tăng khả năng ghi nhớ của bài học hôm nay. Mỗi bạn sẽ có 3 câu. Xong phần này chúng ta sẽ chơi thử phần trò chơi truy tìm thẻ số cho thầy xem nhé. Ok. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc mỗi bạn 3 câu tư duy. Trường Nguyên chuẩn bị 3 câu tư duy chuẩn bị. Rồi. Thầy Cường ơi, tí nữa tới con nha thầy Cường. Ok, rồi thầy sẽ tắt mic tất cả các bạn nào. Tất cả các con cùng làm, bạn sai chúng ta sẽ lấy điểm của bạn. Mỗi câu đúng 500 sao. Vòng số 3 chúng ta có thể cược sao để tăng số điểm của chúng ta lên. Rồi, câu số 1 chuẩn bị Trường Nguyên nào. Câu số 1 12 trừ 2 trừ 7 cộng 5 trừ 8 cộng 3 cộng 1 trừ 2 cộng 9 bằng 11 thầy. 11 xuất sắc. Câu số 2 chuẩn bị. 14 trừ 7 nào. Xẹt xuống cho thầy. Trừ 7. Đúng rồi, Đức Hiếu cùng làm nào, kéo xe xuống cho thầy nhá. Đúng rồi, trừ 2. Trừ 2 nào, trừ 5. Trừ 2. Cộng 4. Cộng 4. Trừ 3. Cộng 16. 16.
Bằng 17 thầy. 17 xuất sắc. Nào, câu cuối cùng con có kịp sao không? Rồi, câu cuối cùng của Trường Nguyên, con có cược sao để vượt lên trên chị Minh Thư không? Dạ có. Cược bao nhiêu con? Dạ con cược hơn chị Thư. Hơn chị Thư hả? Nếu mà con muốn vượt qua chị Thư là con phải cược tầm 4.000 sao. Nếu mà sai con sẽ bị trừ đi 4.000 sao. À sai con sẽ bị trừ đi 2.000 sao. 2.000. Ừ. Đúng sẽ được tặng 4.000 và sai sẽ bị trừ 2.000. Con chuẩn bị chưa? Dạ, chuẩn chơi bị không em? Chơi không? Chơi hay. Rồi chuẩn bị câu 2.000 sao, chuẩn bị bạn nào mà bạn Trường Nguyên mà trả lời sai, bạn nào mà trả lời đúng sẽ được tặng 2.000 sao nhé. Rồi chuẩn bị. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị này. Rồi thầy khóa hết mic lại để chúng ta cho Trường Nguyên tập trung này. Chuẩn bị. 24 trừ 7 trừ 8 trừ 8 rồi. Đúng rồi. Trừ 9 cộng 12 cộng 17 trừ 16 rồi trừ 7 cộng 9 cộng 4 trừ 3 trừ 1 bằng 5 4 3 2 1 15. Hết giờ. Kết quả bằng 15 là chính xác. Rồi xuất sắc. Rồi lần sau con phải cố gắng hơn nhá. Rồi ok, Trường Nguyên lên rất chi là cao luôn, hơn cả chị Thư rồi. Chúc mừng Trường Nguyên. Hơn chị Thư chưa ta? Ngoại mục. Vẫn đang còn thiếu, kém chị Thư 100 sao. Có biết lúc này nói con cược 3.000 sao. Đấy, okay. Kim Anh không học nữa à thầy Cương? Hôm nay lại bận học trên lớp á chị. À nay học trên trường rồi à? Vâng, bên thành phố Hồ Chí Minh nó triển khai sớm hơn. Ừ. Rồi ok nào, chúng ta sẽ bắt đầu với Hà Thùy Dương nào, ba câu của Hà Thùy Dương. Thì Dương nào mở mic lên. Rồi tự tin lên nào. Chuẩn bị. 11 cho con tính với nhà thầy. Ừ. Rồi 11 nào. 11 trừ 7 nào. Trừ 10 cộng 3 cho thầy. Trừ 7 được chưa? Trừ 10 cộng 3. Rồi rồi. Rồi cộng 5 trừ 6 cộng 9 nào. Bằng 12. Chính xác. Câu số 2 chuẩn bị. Câu khó hơn này, tập trung này, giỏi đấy. Con phải tự tin lên một chút nữa là sẽ ok hơn. Nào chuẩn bị. 14 nào. Trừ 7 nào. Cho 10, 5 và 2 đồng thời đi xuống. Trừ 7. Đúng rồi, kéo xuống đúng rồi. Trừ 6. Đúng rồi, cộng 3. Trừ 2. Cộng 5 cộng 12 cộng 12 cho thầy. Đúng rồi, bằng 18. 18 à con? Bạn nào có kết quả khác? Đức Anh kết quả bao? 19. Chính xác. Ok, à Thùy Dương cố gắng tập trung hơn một chút xíu nữa, gần đúng rồi con. 19. Rồi ok, thầy tặng Đức Anh và Hải Đăng mỗi bạn 500 sao. Hà Thị Dương ơi, bật lại mic cho thầy một chút nha. Rồi nào, câu của Hà Thị Dương cũng tiếp tục một câu 2.000 sao để cho bạn tập trung hơn này. Chuẩn bị nào, các con chuẩn bị nhá. Nếu mà tất cả đều cùng tính,
Nếu mà bạn mà trả lời sai thì chúng ta có kết quả sẽ được tặng 2.000 sao của bạn luôn. Nên là các bạn phải tập trung và Hà Thùy Dương cũng phải tập trung hơn. Nào, chuẩn bị. 24. Rồi. Trừ 7 cho thầy nào, kéo xẹt xuống cho thầy. Rồi, trừ 7 cộng 1. Cộng 1 nào. Đúng rồi, cộng 9 nào. Rồi, cộng 2. Thầy cô ơi, thầy cô cho con đi ăn cơm được không? Thầy cô chết từ con không ăn cơm. Con đi ăn đi. Thương quá à, đi ăn cơm đi nha. Rồi rồi, Thùy Dương cho ơi, nhanh thầy, khỏe nhau. Thầy đọc lại cho Thùy Dương nhá. Rồi, Thùy Dương tập trung nào. Chuẩn bị, 24. Rồi. Rồi, không đọc trong miệng nhá. Chúng ta sẽ tự chỉ nghe khẩu lệnh của thầy để đọc và chúng ta làm thì nó nhanh hơn. 24 này. Rồi, trừ 7 nào. Đồng thời đi xuống với bạn thân của 7 là 2 nào, kéo xe xuống. Đúng rồi. Trừ 7. Tách 7 nào. Rồi, cộng 1. Cộng 9 nào. Cộng 9. Cộng 4. Trừ 3. Cộng 1. Cộng 5. Cộng 1. Cộng 7 nào. Cộng 7. Bằng. Bằng bao nhiêu con? Thùy Dương bằng bao nhiêu? Tự tin lên con, nói to lên. 2-3. Nào, bạn nào có kết quả nào? Hải Đăng. Con có thầy, con. Hải Đăng. Bị cấm đi bộ đại tiên. Em thầy. Hải Đăng mà bao nhiêu? Chưa chính xác. Đức Anh. Con. Bằng bao nhiêu? Bằng 35. 35. Minh Thư. 35. Rồi. 35. Lát nữa thầy sẽ đọc cho Thùy Dương lại một câu nữa vì câu này hơi bị dài nên là bạn phải giỏi. Đức Anh hôm nay giỏi thế, tặng Đức Anh lúc nãy là tặng Đức Anh 4.000 sao rồi. Đức Anh lên đến 16.300 sao rồi mà chưa đến lượt của mình tính luôn. Đức Anh nhất. Đức Anh sắp nhất rồi, Đức Anh sắp nhất rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ Đức Hiếu con đang ăn nè. Rồi, lát nữa ăn xong rồi thầy đọc nhá. Rồi, Hải Đăng làm cho thầy nào. Nào, Hà Thùy Dương làm cùng với thầy nhá, sẽ đưa ra kết quả cùng với thầy nhá. Hà Thùy Dương sẽ làm và nhấn kết quả vào cái chỗ mà trò chuyện cho thầy nhá. Mỗi câu đúng của con thầy vẫn tặng cho con 500 sao. Nào, rồi. Rồi, chúng ta phải cố gắng vì những cái phần này nó khó hơn một chút. Rồi, rồi, để thầy tắt mic của Thư này, của Đức Anh này. Rồi, ok. Hải Đăng chuẩn bị nào. Nếu Thùy Dương mà sai thì con lấy của Thùy Dương. Hải Đăng nào, bây giờ Hải Đăng có 3 câu nào, bật mic lên cho thầy. Bật mic lên nào con. Rồi, rồi. Sao con cứ bật rồi lại tắt đi. Rồi, ok, chuẩn bị. Nào, Hải Đăng làm cho thầy nào. 11. Giơ tay lên cho thầy nào. Giơ tay lên để thầy xem nào. 11. Nào, hai tay. 11. Được chưa? Được. Trừ 7 nào, trừ 10 cộng 3 cho thầy. Trừ 2. Rồi đây, để thầy đưa hẳn một cái bàn tính siêu to khổng lồ lên đây. Trừ 2 đây thầy. Đây đây, đợi thầy chút xíu. Đây. Được chưa? Đỡ phải nhìn xuống dưới nhá. Ok chưa? Không cần nhìn. Rồi, nào, chuẩn bị. 11. 11 nào, nhìn thẳng trước mặt nào, nhìn đưa tay lên trên trước mặt cho thầy để thầy nhìn thao tác tay. Rồi, 11. Trừ 7 nào, trừ 10 cộng 3.
Rồi cộng 5. Trừ 9. Trừ 9 nào. Cộng 2. Cộng 2. Thầy học lại đi thầy. Ừ nào tập trung nào. Tập trung nào chỉ cho một lần duy nhất nha. Nào 11. Tập trung nào giơ tay lên nào. Giơ càng cua lên cho thầy xem nào. Giơ hai anh béo gẩy 11. Rồi đúng rồi. Trừ 7 nào. Trừ 10 cộng 3. Dùng anh gầy trừ 10 và anh béo cộng 3 lên cho thầy. Như thế này. Đồng thời. Nào đúng rồi. Chính xác. Cộng 5. Cộng 5 nào. Trừ 9. Trừ 9 nào. Tách 9 nào. Tập trung nào. Cộng 2. Cộng 2 nào. Cộng 2 nào. Cộng 2. Cộng 9 nào. Cộng 9. Cộng 9. Đúng rồi. Bằng. Bằng 11. 11. Chính xác. Câu số 2 chuẩn bị. 14. 14 nào. Trừ 7 nào. Xẹt xuống cho thầy. Cho 10, 5 và 2 đồng thời đi xuống. Kéo xẹt xuống. Đúng rồi. Trừ 6. Trừ 6 nào. Tách 6. Trừ 6 được chưa? Cộng 13. Cộng 13. Cộng 5. Trừ 7 nào. Bằng. Yeah. 12. Ôi ai nhắc cho Hải Đăng vậy? Ai nhắc cho con thế? Không ai nhắc cả. Rồi nhớ này. Tiếp này. Câu cuối cùng này. Câu cuối cùng 2000 sao này. Chuẩn bị này. Tập trung này. Bạn nào, bạn nào làm đúng câu của Hải Đăng sẽ lấy hết kết quả của, lấy số sao của Hải Đăng này. Chuẩn bị. Nào chuẩn bị. 12 cộng 12 trừ 14. Nào con giơ tay lên cho thầy để thầy nhìn thao tác tay nào. 12. 12 này, con nhìn cái bàn tính trước mặt. Con nhìn bàn tính trước mặt nào. 12. 24 trừ 14. Cộng 12 bằng 10. 10 trừ 14. Cộng 15. Cộng 24. Trừ 19 nào. Trừ 19. Đúng rồi. Rồi trừ 7 nào. Bằng. Nào nào, Đức Anh không được nói kết quả nào. Hải Đăng. 23. Đúng rồi, chính xác 23. Rồi, Hải Đăng được cộng 3000 sao. Hải Đăng đâu rồi? 13.300 sao. Rồi, tiếp tục. Bây giờ đến ai nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta đến với Đức Anh đi. Đức Anh xong rồi đến Minh Thư nhá. Hay là Minh Thư trước? Cho chị Minh Thư. Cho Minh Thư trước. Minh Thư trước đi thầy. Cái phần của Đức Anh. Rồi. Nào Minh Thư chuẩn bị bật mic lên. Nào Minh Thư chuẩn bị. 21. Đức Anh nào ngồi thẳng lên làm cùng nào. 21. Trừ 7. Trừ 4. Cộng 5. Trừ 4. Cộng 1. Cộng 17. Bằng. 29. 29 chính xác. Câu số 2 chuẩn bị. 24. Cộng 20. 24 cộng 20. Đúng rồi. Trừ 7 nào.
Rồi, chữ 7. Chữ 7 nữa nào. Chữ 7 nữa. Ừ, chữ 7. Cộng 2. Cộng 2 nào. Cộng 2. Chữ 3. Cộng 1. Bằng 30. Sao ai có kết quả? Tăng Đức Anh bằng 37. Hải Đăng bằng bao nhiêu? 20. Hà Thị Dương, kết quả của con bằng bao nhiêu? 13. Con Đức Anh bằng bao nhiêu? Đức Anh bằng bao nhiêu? Đức Anh 30. Nào thầy đọc lại nào. 30. Tự nhiên thấy mầm thầy quên luôn, mất kết quả luôn. Rồi chúng ta sẽ làm lại nào. Thầy ơi, nói gì con? Rồi. Nào, chuẩn bị nào. Lại nào, Minh Thư nào, chuẩn bị. Nào, chúng ta tắt mic nào. Cho con tính đi nha. Tất cả đều tính nha, tất cả đều tính. Rồi, chuẩn bị. 22 cộng 22 trừ 7 trừ 20 trừ 7 cộng 5 trừ 6 cộng 9 cộng 9 cộng 4 trừ 7 bằng 17. Con Đức Anh bằng bao nhiêu? Bằng 17. 17 luôn phải rồi. Đúng rồi, 17. Rồi, câu cuối cùng của Minh Thư này. 2000 sao nên là tất cả các bạn tập trung nào. Cơ hội con, cơ hội. Đức Anh cố gắng lên cơ hội này. Chuẩn bị. Điểm của Minh Thư. Rồi, ok, tất cả sâu xé của chị Minh Thư, sâu xé hết điểm của chị Minh Thư đi. Rồi, chuẩn bị tập trung này. Hai chữ số nhưng mà khó hơn một chút này. Chúng ta phải tập trung hơn thì chúng ta mới làm được này. Chuẩn bị. 12 cộng 53 được chưa? Lại. Tập trung này khó nhá, 2000 sao này. 12 được chưa? Cộng 53 này, 12 cộng 5 này 3 được chưa? 12 cộng 53 được chưa? Ok. Trừ 7 trừ 8 cộng 44 trừ 24 trừ 7 trừ 7 bằng okay. 56. Đức Anh bằng bao nhiêu? Không ra. Bằng 63. Nào ai có kết quả nào? Hải Đăng. Kết quả như của Minh Thư là hoàn toàn 63. Chính xác. Kết quả bằng 56 mới là chính xác. Ok. Rồi Minh Thư được. Minh Thư vươn lên rất là cao luôn. Rồi. La. Con trúng lên rồi. Đức Anh đâu? Đức Anh đâu? Con đây. Chuẩn bị Đức Anh nào. Nãy giờ con đợi rồi, bây giờ mới tới thời con.
Ờ, Đức Anh cũng gần với chị Thư này. Đức Anh mà trả lời đúng là cái là vượt lên trên chị Thư luôn, là giỏi luôn. Tập trung không này. Không thể hơn được. Được. Hơn Đức Anh. Đức Anh mà, Đức Anh mà trả lời đúng được hết ba câu rồi. Ơi. Thầy Cường ơi, thầy Cường. Tí nữa thầy Cường đố con tới chiếc cầu luôn nha, thầy Cường. Ờ, ok. Rồi, Đức... thầy Cường luôn á. Ừ. Nào, Đức Anh làm cho thầy nào, chuẩn bị. Đức Anh nào, tập trung nào. Có muốn lấy cút không? Thầy. Sao con? Thầy ơi. Sao? Hết tiết mà thầy mà đọc xong là mình chơi cái trò kia hả thầy? Đúng rồi, nhanh lên, đọc nhanh lên, chúng ta chơi thử trò truy lình thẻ số xem coi có ai không nhá. Rồi, nào Đức Anh chuẩn bị 12. Nào nào, 12 nào, trừ 7 cộng 4 trừ 9 cộng 12 cộng 17 bằng. Rồi. Bằng bao nhiêu con? 29. Xuất sắc, Đức Anh chính xác một câu 500 sao rồi. Đức Anh cố gắng vượt lên chị Thư luôn. Con mà đúng 3 câu là vượt được chị Thư đấy. Câu số 2 chuẩn bị. 14. 14 nào. Ai tay đâu? Tay đâu? Cả tay. 14. 14. Rồi trừ 7. Đúng rồi, trừ 7 cộng 2 cộng 2 trừ 3 cộng 9 cộng 4 cộng 5 trừ 1 cộng 7 bằng 25. Xuất sắc, câu cuối cùng đúng câu này là nhất luôn, là sẽ nhất luôn. Sao chuẩn bị câu cuối cùng nào? Hai ơi, Đức Anh mà đúng câu này là Đức Anh được 2.000 sao đúng không? Được 3.000 sao. Ủa sao nãy cái đòi chỉ có cho con 2.000 thôi à? Nào, thôi nào, chúng ta cố gắng nào. Đức Anh cược câu này 3.000 sao đi. Đức Anh cược câu này 3.000 sao để vượt trên chị Thư đi. Nha. Thư tập trung nào. Thư mà không làm đi là Thư sẽ mất luôn nào. Đức Anh làm lần này, Đức Anh mà đúng là Đức Anh sẽ được về thứ 3 thôi. Nào, tập trung nào Đức Anh. Cái quá thầy Cường ơi. Ờ. Nào, chuẩn bị. 11. 11 nào con, 11 trừ 3. Có trừ được không? Chưa học đúng không? Dạ rồi. Vẫn làm được, xuất sắc. Trừ 8 cộng 2 cộng 2 trừ 3 cộng 9 cộng 4 cộng 5 trừ 7 cộng 17 17. Trừ 9. Trừ 9 nào. Trừ 8 bằng. À, 52 thôi. Tao lấy số của mình thôi. Rồi, Đức Anh 52 bằng mấy con? 12. Rồi rồi. 12. Rồi, Đức Anh, Hải Đăng đã có câu trả lời chính xác. Hải Đăng tặng 2.000 sao và Đức Anh chỉ được tặng 1.000 sao thôi. Yeah.
Con lấy của Minh Thư. Đây, Hải Đăng được 15.000. Rồi, ok. Rồi, công bố giải thưởng nhá. Thư, Minh Thư, Minh Thư này. Đến Đức Anh này. Rồi đến Trường Nguyên. Trường Nguyên dài quá. Con đúng hạng nhì cũng được. Rồi về nhì là cũng được. Về nhì là chúng ta cũng được hai thẻ đổi quà rồi. Rồi Minh Thư nhá, Minh Thư sẽ được tặng 7 thẻ đổi quà. Đức Anh được. Có con thầy. Đây. Đức Anh thầy được. Rồi để thầy công bố Đức Anh được 5 thẻ nhá Đức Anh. Rồi. Thùy Dương được 3 thẻ, Hải Đăng được 4 thẻ. Trường Nguyên được. Trường Nguyên được 5 thẻ và Đức Hiếu được 2 thẻ nhá. Rồi, bây giờ chúng ta thử chơi thử một trò chơi này. Thầy ơi, rồi Đức Hiếu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi này, chúng ta chơi thử nhá, xem coi có chơi có tuyệt vời không nhá. Thầy ơi, thầy. Ơi. À, cái khúc sau mà cái bạn tính á, con chưa hiểu cái phần đó. Khúc nào con? Cái khúc mà thầy đọc cho cái mắt các bạn á thầy. À không sao. Rồi, nào ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi phần truy tìm trả số nhá. Thử chơi thử xem sao. Rồi. Rồi, đây chúng ta sẽ mỗi bạn thầy sẽ cho chọn một câu nhá. Trả lời đúng chúng ta sẽ mở được một ô đằng sau, và cái ô đằng sau của chúng ta đó là một cái thẻ số gồm 3 chữ số. Bạn nào trả lời đúng được 3 chữ số ở đằng sau này sẽ được tặng 3 thẻ đổi quà. Rồi bây giờ thầy sẽ cho Trường Nguyên chọn câu đầu tiên. Con chọn câu, con chọn số bao nhiêu? Mở mở mic lên nào. Số 1. Câu số 1 hả? Rồi, thầy sẽ bấm vào câu số 1 xem câu tính tư duy là bao nhiêu chữ số nha. Tất cả chúng ta cùng làm. Câu số 1 là câu tư duy 2 chữ số và 4 dòng. Chuẩn bị, chúng ta có kết quả đúng thì sẽ mở được một góc của bàn tính. Nào, chuẩn bị. Ai có kết quả thì nhớ đánh kết quả lên cho thầy nhá. Chuẩn bị này. Câu số 1. Câu số 1 này 2 chữ số có 4 dòng thôi. Chuẩn bị. 11 cộng 11 cộng 22 trừ 24 cộng 19 bằng 39 thầy. 39 chính xác. Thầy sẽ mở một góc bàn tính xem coi nó là cái gì nhá. Rồi ok. Đó là một thanh ngang và một góc của bàn tính rồi. Tiếp, Hà Thùy Dương chọn câu hỏi tiếp theo. Câu số 8, rồi ok, thầy sẽ kích vào câu số 8 xem câu này là bao nhiêu chữ số. Một chữ số 10 dòng. Tư duy một chữ số 10 dòng, chuẩn bị. Rồi, hơi bị dễ luôn nào, chuẩn bị. 2 cộng 2 trừ 3 cộng 5. Trừ 6 cộng 1 cộng 5 trừ 1 cộng 4 trừ 7 trừ 1 trừ 1 cộng 5 cộng 3 bằng 8. 8 chính xác, chúng ta lại được thêm một ô nữa. Rồi ok, một ô nữa. Đây, ô của chúng ta lại xuất hiện thêm một cột nữa. Rồi, tiếp tục đến Đức Anh. Con chọn số bao nhiêu? Con chọn số... Chơi là gì thơ? Số 7. Số 7, nhấn vào số 7. Câu tư duy 2 chữ số 5 dòng. Chuẩn bị. Coi chừng là nhấn vào... Coi chừng là chọn vào cái ô mà 3 chữ số 10 dòng này nhá. Đây, chuẩn bị.
Nào, câu hai chữ số 5 dòng của Đức Anh chuẩn bị nào. 11 cộng 55. 55, 55 ở trên. 11 này cộng 55. Rồi thầy. Trừ 66. Cộng 33. Rồi, trừ 3. Trừ 3. Rồi, trừ 7. Rồi thầy. Bằng 24. Chưa chính xác. Ai có câu trả lời? Nhanh, nhanh. 23 thầy. Hà Thùy Dương bằng bao nhiêu? 23 mà. 23 trừ 3 bằng bao nhiêu? 3. Minh Nguyên. Em nói trước thầy ơi. Minh Thư bằng bao nhiêu? 23 thầy. 23 chính xác. Thầy sẽ mở thêm một ô nữa. Rồi, yo. Xem coi là chúng ta dự đoán coi đây là số bao nhiêu rồi. Rồi. À bây giờ thầy mời nha. Mời ai nhỉ? Mời Hải Đăng. Hải Đăng mở ô cho thầy. Số bao nhiêu con? Mở mic lên, mở mic lên. Số 3. Số 3, số 3. Hai chữ số 8 dòng. Rồi, càng ngày càng dài hơn. Rồi. Hải Đăng làm cho thầy nào. Chuẩn bị. Chuẩn bị nào. Hai đọc chậm nha thầy. Ừ đúng rồi. Những cái phần này thầy sẽ đọc chỉ để luyện cho chúng ta có những cái thao tác tay chính xác thôi. Nào chuẩn bị. 22 trừ 12 trừ 10 cộng 44 cộng 55 trừ 77 trừ 8 cộng 5 trừ 6 cộng 11 bằng bao nhiêu Hải Đăng? Bằng 2. Tiếp tục để cho bạn nói nào. Rồi, Hải Đăng chưa có kết quả. Bây giờ thầy phải nghe hai câu kết quả. Không. 24. Rồi, chính xác. 24. Rồi, ok. Chúc mừng các bạn. Con giải trừ chút. Rồi, bây giờ thầy sẽ mở tiếp một ô nữa này. Rồi, ô của chúng ta. Nào, có ai đoán được kết quả chưa? Chúng ta tính. Bắt người ta phải tính. 125. 125 đúng không thầy? Ai có kết quả giơ tay lên nào. 125. Rồi. 125. Trường Nguyên. 125. 125. 125. Xác, thầy sẽ mở tất cả các ô cho chúng ta xem kết quả bằng bao nhiêu nhá. Rồi. Rồi chúng ta sẽ mở. Rồi chúng ta sẽ mở. Rồi kết quả của chúng ta bằng 125. Rồi xin chúc mừng tất cả đội của chúng ta. Mỗi bạn tặng một thẻ đổi quà nhá. Ok. Yeah. Hôm sau chúng ta sẽ chơi nhiều câu hỏi hơn nhá. Chơi tiếp đi thầy. Rồi, chúng ta bây giờ hết giờ rồi, chúng ta sẽ nghỉ và thôi, buổi sau nha, thầy. Buổi sau chúng ta sẽ chơi nhiều hơn. 6:33 rồi. Được không? Trò chơi này chơi có vui không? Chơi chúng ta nha. Mà học nhiều hơn là 10 câu nha thầy. Ờ, buổi sau thầy làm thêm 10 câu nữa nhá. Được không? Trò chơi này thấy có hấp dẫn không Thư? Ok thầy. Có được không? Nhìn thấy được không? Được. Rồi ok. Rồi bây giờ các con nghỉ, buổi sau chúng ta sẽ học tiếp tục nha. Chúc các con buổi tối vui vẻ. Đức Hiếu ơi, con ở lại học với thầy một chút nha. Con với thầy. Ừ, cả Hải Đăng nữa. Rồi. Mà, ở trường mà. Rồi, bye bye. Bây giờ thầy sẽ gửi bài tập về nhà cho chúng ta làm bài nhá. Chúng ta nhớ làm bài vào ngày mai sẽ gửi kết quả lên từ group cho thầy nhá.
Anh ơi, Đức Hiếu đâu rồi anh? Cho mọi người. Ôi, Đức Hiếu, à đây rồi. Thầy có. Ờ, thầy đọc cho con vài câu nữa rồi chúng ta tính, rồi chúng ta nghỉ nhá. Yeah. Ừ, Đức Hiếu làm cho thầy nào. Rồi, Hải Đăng nào, Hải Đăng với Minh Thư với Trường Nguyên ao ra cho thầy nhá. Thầy. Rồi, bye bye. Rồi. Đức Hiếu thử tính cho thầy. Ờ, ừ, thầy chào con. Rồi. Đức Hiếu ơi, tính tư duy cho thầy này, Đức Hiếu, chuẩn bị. Dạ. 11. Ờ, 11 nào, 11. 11, trừ 7 bằng trừ 10 cộng 3 cho thầy. Trừ 7. Trừ 7 là trừ 10 cộng 3. Đúng rồi, cộng 5. Cộng 5 nào. Đúng rồi, trừ 7. Bằng 2. 2, giỏi. Đúng quá. Rồi. Bằng 2, chính xác. Tiếp nào. 14. 14 này. Rồi, trừ 7 bằng trừ 10, cộng 5 và trừ 2, xẹt xuống cho thầy này. Bản thân của 7 là 2. Đúng rồi, kéo xẹt xuống. Kéo xẹt xuống này, được không? Đúng rồi. Là trừ 14 với cộng 5 hả thầy Cường? Đúng rồi, bằng chúng ta sẽ bằng trừ 10 này, cộng 5 và trừ 2, chúng ta kéo xẹt xuống như thế này. 14 này, trừ 7 này, kéo xẹt xuống. Được không? Thầy sẽ cho con xem cái video để làm nha. Đây nhá, con nhìn này. Đây, 14 nhá. Thầy sẽ xem này, gảy 14 này, hai tay 14 cho thầy này. Trừ 7 của chúng ta này sẽ bằng trừ 10, cộng 5 và trừ 2 này, hai tay đồng thời này. Con nhìn này, trừ 10 này, trừ cộng 5 và trừ 2 nhá. Chúng ta nhìn này, đồng thời đi xuống cho thầy, kéo xẹt xuống như thế này, được không? Dạ được thầy Cường. Rồi, dễ ơi là dễ mà nhá. Đây, thầy sẽ cho con nhìn lại một lần nữa này. Trừ 7 này, trừ 7. Được chưa? Đấy, kéo xẹt xuống như thế này thôi. Nhá. Rồi. Cứ thấy một người. Đúng rồi, trừ 6 nào. Trừ 6, tách 6 cho thầy. Cộng 9 nào. Cộng 1 à? Cộng 9. Cộng 9. Cộng 9 là... Cộng 10 trừ 1. Rồi là... Bằng... Là bằng 10. Ừ, đúng rồi. Tiếp một câu nữa này. 24. 24. 24. Đúng không? Trừ 7 nào, trừ 10 cộng 5 và trừ 2 cho thầy. Trừ 7. Trừ 7. Kéo giống là như trừ 10. Là trừ 3 nữa hả thầy Cường? Trừ 10 cộng 5 và trừ 2. Được không? Kéo xẹt xuống như thế này. Đúng không? Kéo như thế này này. Đấy, con kéo như thế này nhưng mà số là 24 nhá. Là bằng 17 rồi thầy Cường. Đúng rồi, trừ 7 nữa. Trừ 7 nữa cho thầy. Rồi, cộng 19 cho thầy. Cộng 10 và cộng 9. Bằng 29. Rồi, xuất sắc. Rồi, Đức Hiếu nghỉ nhá. Nghỉ đi rồi mai vào sớm hơn một chút cho thầy nhá. Dạ, thầy Cường ơi, con nói thầy Cường. Ngày mai là con phải học online chỗ khác. Con phải làm lễ nữa rồi thầy Cường ơi. À, quên làm buổi. Buổi thứ năm, chúng ta sẽ học vào thứ năm, thứ ba và thứ năm vào 17 giờ nhé. Con cố gắng buổi sau vào sớm hơn một chút nha. Dạ thầy Cường. Ờ, cố gắng ăn uống vào nha. Dạ. Rồi, bye bye hai bạn. Bye bye Hải Đăng. Bye bye thầy. Ờ, luyện tập thêm nha. Lát nữa thầy gửi bài tập, chúng ta luyện tập thêm, nhớ gảy đúng theo cái thao tác thầy mô phỏng nha. Dạ. Ờ, bye bye. Có lịch gì chưa chị? Bye bye Hải Đăng. Ơi, con nhấn rồi ra đi. Rồi, rồi cuối cùng.